Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Cùng làm việc còn có các Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông Trần Quốc Phùng cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng hạn đã làm ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của huyện. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp là hơn 176 tỷ đồng, đạt 34,7% so với kế hoạch năm, bằng 94,4% so với cùng kỳ. Các loại cây màu gieo trồng vụ đông xuân 2020-2021 đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 111 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch năm, bằng 115,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất dịch vụ là hơn 252 tỷ đồng, đạt 48,7% kế hoạch năm, bằng 109,6% so với cùng kỳ. Đời sống nhân dân ổn định, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện triển khai kịp thời đúng đối tượng. Huyện đã thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời các chế độ liên quan đến chính sách người có công và bảo trợ xã hội với tổng số tiền 2.224 triệu đồng. Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong 6 tháng cuối năm, huyện Nam Đông đề xuất một số kiến nghị bổ sung kinh phí để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, cũng như đảm bảo an toàn cho mùa mưa lũ sắp đến. Bố trí vốn để khởi công dự án chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện, bố trí kinh phí để triển khai công tác tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn và một số đề xuất khác liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.